Anh em đang xem miền Tây Solar ha. Đây là tối ngày thứ bảy ngày 10 tháng 12 2022. Tiếp tục lại gói hàng cho anh em nhé. Trước mắt anh em là ba cái JD80. JD80 6128 nha. Thì JD này là 80W. Có một số nơi báo là 100W rồi 250W gì đó anh em. Thì không có đúng nha. JD này là 80W. Và đó là 6128. Mình đang bán là 600k. Một bộ phí vận chuyển nếu anh em mua lẻ khoảng 35.000 bộ nha. Còn cái đơn này tới 3 bộ thì phí vận chuyển sẽ rất là ok luôn. Phí nếu mà 35 3 bộ thì phí vận chuyển khoảng chừng 7 mấy ngàn, mọi người tính ra có khoảng 2 mấy ngàn bộ phí vận chuyển thôi. Thì cái đơn này mình gửi cho chị Ánh Ngọc ở ấp Nhân Hòa, Nhân Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Thì cái này là anh Ẩn anh em, hình như này là anh Ẩn anh mua giùm. Thì anh Ẩn thì ảnh đã sử dụng JD80 này mấy lần rồi đó, và lần này ảnh nói chung là ảnh có nhiều địa chỉ lắm, mỗi lần ảnh kêu gửi về địa chỉ khác nhau, chắc là nhà bà con rồi mọi người. Lần này là gửi chị Ánh Ngọc ở Nhân Hòa, Nhân Mỹ, Chợ Mới, An Giang đó. Thì đèn này có giá là 600.000 bộ nha mọi người. Anh em có thể sắm những cái đèn này chúng ta treo ở trong nhà tiền chế, hoặc là treo ở ngoài đường đi đều được hết nha. Đèn này để ngoài trời ok hết nha anh em. Thì cấu tạo của đèn thì nó gồm có cái tấm pin là 18W. Tấm pin này 18W nha. 3 tấc rưỡi vuông. 3 tấc rưỡi vuông. Sợi dây này nó dài 5m nha anh em. Ở trong đây có bộ pin lưu trữ là 10A. Và nó có 120 con SMD 5730. Phần nữa là ánh sáng màu đỏ và phần nữa là ánh sáng màu trắng ha. Ánh sáng màu đỏ để chúng ta có thể đuổi muỗi, còn ánh sáng màu trắng để chúng ta pha trong nhà, pha sân vườn, nói chung là chỗ nào cần pha là pha. Nếu mà chúng ta cho cái đèn này cháy sáng nguyên đêm á, thì nó chỉ đạt nguyên đêm được ở những cái ngày nắng, còn những ngày mà không nắng á, thì nó khoảng chừng 3 giờ sáng nó sẽ chuyển qua chế độ mờ nha anh em, chế độ mờ. Tại vì đèn này có 600.000 mà nó rất là sáng. Đèn này người ta thiết kế để chúng ta treo trong nhà mọi người, treo mà kiểu như là anh em đi ngủ, anh em tắt đi ngủ á, thì nó sẽ cháy hoài không có hết điện nha. Còn mà để mà nó ngày nào cũng nguyên đêm nguyên ngày á, thì nó chịu không nổi. Nó chỉ nguyên đêm được vào những cái ngày mà nó trời có nắng nha anh em. Trời có nắng thì nó có thể nguyên đêm. Đấy thì mình phải nói rõ cho anh em như thế. Đó, đèn có 600.000 hả, nhưng mà nó rất là sáng cho nên là được cái này mất cái kia. Đó, nó rất là sáng cho nên là anh em bắt nó nguyên đêm thì nó chịu không nổi. Đó, phù hợp để lắp trong nhà nha mọi người, đi ngủ tắt thì quá ok. Ở đây có 3 bộ nè, cắm dây điện vô cho sạc đi, bỏ pin vô remote đồ. Đó thì bộ này đã sạc rồi nè, mấy bộ kia, mấy bộ kia cũng cắm dây điện vô ha. Rút cái dây điện ra, cắm vô cái lỗ kia. Đó thì 3 bộ này là 1.800.000 nha. Phí vận 63 18 đúng rồi, 1.800.000. Phí vận chuyển thì khoảng vài chục nha anh em. Khoảng 70 mấy 80 ngàn. Đấy. Bạn nào đam mê thì liên hệ nha. Mình bây giờ mình lấy đại một cái này đã sạc rồi nè. Rút đại một cái ra để review cho mọi người về vấn đề độ sáng. Remote này có pin rồi nè anh em. Ta bấm auto, đèn cháy à. Không? Ấm on, ba cái đèn cháy luôn nha. Đấy. Ánh sáng hai màu nha, màu trắng và màu đỏ, tùy là ông ta sử dụng vào công việc gì. Đó. Thì bây giờ mình đem cái đèn ra ngoài chứ để bấm cái đèn này mà hai cái đèn kia nó hoạt động hoài. Đó, đem ra ngoài ha. Đấy, bấm đây. Rồi. Đây là ánh sáng ánh sáng trắng nha mọi người. Đấy. Đèn này mà anh em treo trong nhà là rất là tuyệt vời luôn nha. Lý do là tại vì nó có cái ánh sáng rất là sáng. Con em mình có thể ngồi dưới ánh sáng này viết chữ, đọc sách rồi ok hết ha. Đấy. Rất là sáng nha mọi người nè. Thấy không? Đó thì bạn nào mà chúng ta có những cái không gian khoảng vài chục hay là 100m2, hơn 100m2 chút xíu, chúng ta treo cái này trong nhà hay ngoài sân, nhà tiền chế đó,
hay là ở ngoài đường anh em, ở ngoài cái đường đi vô nhà chúng ta. Đấy. Đây là JD 80W nha, giá 600.000 bộ nha mọi người. Phí vận chuyển khoảng 35.000 bộ nha. Đấy. Thì bạn nào đam mê liên hệ ha. 0766874311 nha. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Hôm nay mình có rất là nhiều lò đèn cho nên là tranh thủ quay video thật là nhanh để còn thời gian gói và gói những cái đèn khác nữa. Đây đèn này nó nhạy lắm cho nên bấm một cái đèn là những cái khác nó sẽ chớp theo mọi người.